Tiếp xúc tâm lý rồi đúng không? Từ tiếp xúc tâm lý từ từ phía trước ngoài cẳng chân ấy, từ cẳng chân đấy, từ tiếp xúc tâm lý cho một nhánh nhánh nước này, nhánh nước này, thấy không? Đi xuống đến ngón ba, như vậy là kinh vị nó sẽ kiểm soát cai quản cả ngón hai ngón ba đấy. Cái mặt đây là ngón hai ngón chân đấy. Từ trung tâm lý xuống ngón ba được chưa? Tiếp theo này, gạch đầu dòng tiếp theo này. Từ mu chân, tức là về trung dương ấy. Rồi từ mu chân đi. Cho một nhánh đi ra một cái ngón chân cái trung dương. Từ mu chân cho một nhánh đi ra một cái. Tức là nó chạy vào trong đúng không? Đi vào một cái. Để nối tiếp với kinh tỳ. Để tiếp nối với kinh tỳ. Đấy, nên là cứ đau một cái, một trỏ, một ba là chỉ có tỳ mình thôi nha. Trong một kinh tỳ ấy. Huyệt quyên là huyệt sung dương. Thực chất là huyệt quyên thực kinh này ít dùng hơn các huyệt khác. Các huyệt khác dùng nhiều hơn. Huyệt lạc là huyệt phong long, huyệt nguyên là huyệt xung dương.